sẽ phụ thuộc thôi số VA theo cái đồ thị mà chúng ta quan sát. Ở đây thì thầy nói qua một chút kiến thức về chỗ này thôi, cái này thì hơi nâng cao. Ở đây thì với số A nhỏ thì năng lượng liên kết riêng của nó sẽ nhỏ và nó sẽ ăn lên như thế này. Và cái giá trị lớn nhất của nó ở đây là ở sắt 56 này. Và cái năng lượng liên kết riêng lớn nhất sẽ là 8,8 mega electron volt. Và khi mà tăng lên trên 56 thì năng lượng liên kết riêng nó giảm dần. Và cái độ bền vững hạt nhân thì được quyết định ở cái năng lượng liên kết riêng. Cái này thì đã được nói ở cái bài về năng lượng liên kết rồi. Ở đấy thì hạt nhân nguyên tử nó có sẽ có hai xu hướng. Về những cái hạt nhân nó quá nặng ấy, thì nó có xu hướng là vỡ ra để thành những hạt nhân trung bình. Bởi vì những hạt nhân trung bình là những cái mà bền vững hơn. Đây, những ở vị trí này. Đó là cái xu hướng vỡ ra đấy, người ta gọi nó là phân hạch. Còn cái xu hướng thứ hai của những hạt nhân rất nhỏ thì nó có xu hướng là nó kết hợp lại thành hạt nhân trung bình. Như những hạt này hydro nó kết hợp tạo thành heli chẳng hạn. Và người ta gọi cái phản ứng này gọi là nhiệt hạch. Đây, những cái phản ứng mà hạt nhỏ kết hợp với nhau gọi là phản ứng nhiệt hạch. Và những hạt phản ứng mà những hạt lớn vỡ ra thì gọi là phân hạch. Thì hôm nay chúng ta sẽ học một bài về cái bản phản ứng phân hạch. Và buổi sau thì thêm một cái phần nhỏ nữa sẽ nói về cái phản ứng nhiệt hạch. Và đây là hai cái phản ứng tỏa năng lượng điển hình mà chúng ta phải nghiên cứu, đó là phản ứng phân hạch và phản ứng nhiệt hạch. Thì hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu về phản ứng phân hạch. Đầu tiên thì chúng ta nghiên cứu xem cái phản ứng phân hạch là gì. Thì đây chúng ta sẽ có định nghĩa về cái phản ứng phân hạch như sau. Đó là những hạt nhân lớn nó hấp thụ neutron và bị vỡ thành các hạt nhân trung bình. Bởi vì các hạt nhân trung bình thì có năng lượng liên kết riêng nó lớn hơn và nó sẽ bền vững hơn. Nên nó có xu hướng là những hạt nhân lớn thì nó có xu hướng là nó vỡ ra để nó trở thành hạt nhân trung bình nhờ hấp thụ neutron. Chứ không phải tự nó vỡ đâu nhé. Ví dụ ở đây thì có uran 235592 này. Đây là một trong hai loại nhiên liệu của phản ứng hạt nhân mà nó quan trọng nhất. Khi mà chúng ta bắn một hạt neutron ở đây thì nó sẽ hấp thụ neutron và nó sẽ vỡ ra mảnh thứ nhất, mảnh X. Đây số khối A1 cộng với số Y, số khối A2. Thì đây XY là những cái hạt nhân trung bình và nó phát ra A hạt neutron. Ở đây thì có thể là A bằng 1, bằng 2, bằng 3 vừa số nguyên. Và nó tỏa ra năng lượng E tỏa. Ở đây thì cái uran 235 đấy ở trong tự nhiên nó chiếm khoảng 0,72% số hạt uran trong tự nhiên. Tức là với 100 hạt uran thì có 0,72 hạt là uran 235. Đây là một loại đồng vị không quá nhiều, đồng vị hiếm. Và như ở trong bài trước mình biết, đó là đây một cái phóng xạ alpha. Alpha với thời gian là 0,7 tỷ năm.
Đây là một chất phóng xạ này. Khi bắn neutron vào thì nó sẽ hấp thụ và nó vỡ ra. Thì khi người ta nghiên cứu kỹ đấy, thì cái hạt neutron để cho cái này hấp thụ này, thì nó không không được quá nhanh, nó không được chậm quá. Nếu mà hạt neutron này nó có động năng quá lớn và nó chuyển động quá nhanh thì cái hạt uran 235 này thì nó cũng không bắt được và nó không phân hạch được. Và người ta nghiên cứu với những hạt neutron mà có động năng thấp, nó dưới 0,1 neutron volt. Người ta gọi đây là hạt là neutron nhiệt và nó sẽ dễ dàng hấp thụ được. Để mở rộng chúng ta ít kiến thức về phần đấy thôi. Nên trong nghiên cứu thì người ta thường làm chậm hạt neutron để cho nó dễ hấp thụ. Cái neutron nhanh thì nó cũng sẽ hấp thụ nhưng mà nó cái xác suất thì nó cũng thấp, nó hấp thụ xác suất sẽ giảm thôi. Ở đây thì thầy biết x để y và y, nhưng mà đây thì là mình có rất nhiều các cách vỡ khác nhau để biểu thị cho hai cái loại. Nó có thể là iốt, xenon này, seri này, bari, đấy có rất nhiều khả năng cho thực tế có thể xảy ra. Vậy thì trong bài toán khi mà đề bài cho trường hợp nào thì chúng ta viết trường hợp đó. Ở đây thì viết tổng quát thôi. Số hạt neutron phát ra ở đây thì cũng tùy thuộc vào từng trường hợp. Ở đây thì người ta tính trung bình thì người ta thấy là nó sẽ ở trung bình khoảng là 2,5 hạt neutron. Và cái năng lượng tỏa ra đấy thì người ta cũng tính trung bình ở trong các trường hợp sẽ ra xấp xỉ là 210 mega neutron volt. Đây là giá trị trung bình nhé, hai cái. Cái này thì chúng ta sẽ phải quay lại với nó trong rất nhiều những bài tập nữa để tí nữa chúng ta sẽ có. Và một cái loại thứ hai cũng rất là nhiều, sử dụng nhiều ở đây. Đây thì cái phần lý thuyết này chúng ta tự ghi như trên nhé. Đây, protoni cũng là một nhiên liệu được dùng rất nhiều trong bom nguyên tử. Đây, protoni 23994, nó cũng hấp thụ neutron và phát ra x và y và sinh ra xy và b, cái trung bình b hạt neutron, và đây là phản ứng phân hạch. Đây là chất là phóng xạ rất là thú vị với thời gian là 24.110 năm. Đây, cái loại này thì người ta thường sản xuất nó trong công nghiệp bằng cách là người ta bắn cái hạt neutron vào uran 239 và 23992 này. Đây, nó phóng xạ hai hạt beta trừ và ra được U239-94. Cái này thì thầy nói thêm thôi, chúng ta không muốn nhớ. Đây thì nói thêm cho chúng ta về cái công nghệ nguyên tử đấy, thì người ta tạo ra được cái hạt này để mình sử dụng trong sản xuất những bom nguyên tử rồi những cái phản ứng trong cái nhà máy phản ứng để sử dụng năng lượng nguyên tử thôi. Và bây giờ chúng ta tập trung vào đây. Xy thì nó có thể là iốt rồi tất cả những cái giống ở phần trên. Nó cũng có nhiều cách vỡ như ở trên, rất là phức tạp. Và người ta tính được B trung bình ở đây
số hạt phát ra sẽ là 2,9, lớn hơn ở trên. Năng lượng thì tỏa ra xấp xỉ là 207 MeV/kV, cũng xấp xỉ nhau thôi. Và đây là hai loại nhiên liệu vô cùng phổ biến. Và về sau thì khi mà thử nghiệm vũ khí hạt nhân ấy, thì người ta cũng làm song song hai cái này. Và hai cái quả bom nguyên tử mà khi mà thả xuống hai thành phố của Nhật thì làm từ hai cái loại nhiên liệu này. Thì mỗi quả một loại đấy. Thì các lò phản ứng hạt nhân trên thế giới thì cũng tùy vào từng quốc gia thì người ta sẽ sử dụng loại nhiên liệu. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một số ví dụ đơn giản nhé. Đây, ví dụ 1 và 2 này. 1, 2, 3. Và sau đó thì mình sẽ tiếp vào lý thuyết sau. Những cái phần này thì những cái bài tập này liên quan những cái phần trước thôi, về độ hụt khối rồi năng lượng tỏa ra ở phần trước chúng ta phải xem lại rồi mình sẽ tính toán.
Ví dụ này chắc đơn giản thôi nhỉ. Kiên làm đến ví dụ số mấy rồi? Tuấn Dương đến ví dụ số mấy rồi em? Em đang làm ví dụ 3. Số 3. Em đọc cho thầy hai ví dụ đầu nhé. Đầu tiên là ví dụ số 1 ra bao nhiêu nhỉ? Em ra 1987,07. 87,03. á. 03 đơn vị là gì? Mê Mega mà electron em volt à? vâng vâng Còn ví dụ số 2. ví dụ 2 là 2068,09. Như ở ra hơi khác. Để thầy xem nhé. Đây tính ra delta M phản ứng này. Mình có 1,008665 cộng với 234,99333 20 đây. Rồi trừ đi đây cái này nên tôi rồng cộng với u chưa đây và trừ đi cái bên này để ra được e tổng hóa thì bên này gồm đầu tiên y thì là 138,970031 u này cộng với 93,890140. Nhưng mà cái này cái gamma này thì mình phải ở đây rồi. Và cái cuối cùng đây mình phải nhân với 3 3 neutron 1,008665 ra được ở đây là 0,115819 thì tính được e tỏa ở đây bằng delta m nhân delta m phản ứng nhân với c bình phương ra về 0,115819 nhân với 931,5 và ra 107,9 mega electron Tuấn Dương thử nhìn lại xem mũi bị nhầm chỗ nào. Em không nhân ba. À, chưa nhân 3 thì thiếu mất cả go 2 đã thiệt phải. Chú ý cả cái chỗ nhân 3 này nhé. Ví dụ số 2 cũng như vậy, cách làm tương tự thôi. Chúng ta cũng tính độ một khối. Ra đây là 0,202837 u. Từ đấy thì tính được e tỏa bằng delta m phản ứng nhân với c bình phương bằng cái này nhân với 931,5. Ra là 188,9 MeV. Dương tính, thủy dương tính ra ví dụ cuối chưa? Em tính ra rồi ạ. Ra bằng bao nhiêu nhỉ? Em tính ra xấp xỉ 2,7648 nhân 10 mũ 26. Ừ, rồi.
Lúc nãy thì hai cái ví dụ vừa rồi là về cái với phản ứng của một cái phản ứng của là một cái phân hạch. Đây thì chúng ta sẽ tính cái năng lượng tỏa ra của một cái lượng vật chất ra nhé. Một cái lượng vật chất. Đây, khi phân hạch uran 235592 thì cái năng lượng tỏa ra là 108 MeV. Cho số Avogadro ở đây là 6,022 x 10^23 hạt trên mol. Là hạt trên mol nhé. Tính năng lượng tỏa ra khi phân hạch 1 kg uran 235592. Ở đây thì tính số hạt và chúng ta nhân ra thôi. Tính số hạt thì cũng có nhiều cách. Ở đây thì có số mol của uran thì lấy khối lượng chia cho cái số khối. 1 kg là 1000 g này. Chia số khối là 235 này. Và ra xấp xỉ 4,255 mol. Và tính được tính số hạt nhân thì chúng ta lấy cái số mol nhân với số Avogadro thôi. Ra 2,56 nhân 10^24 hạt nhân uran. Và đây thì E tỏa sẽ bằng số hạt nhân với năng lượng tỏa ra của một hạt là 108 và bằng 2,56 nhân với 10^24 nhân với 108, ra kết quả như bạn Dương là 2,765 nhân 10^26 MeV. Muốn đổi ra joule thì chúng ta nhân với 1,6 nhân 10^-13 thôi. Đây chúng ta đã tìm hiểu xong về cái phản ứng phân hạch. Và sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu về cái phản ứng cốt lõi ở đây, đó chính là cái phản ứng phân hạch dây chuyền. Và đây chính là cái nguyên lý để tạo ra những cái như là bom nguyên tử hay là phản ứng hạt nhân. Ở đây là một cái hạt nhân chẳng hạn, có thể là uran 235 hay puni 239. Một neutron bắn vào thì cái hạt này sẽ hấp thụ và tách ra làm hai mảnh x và y, và nó sẽ phát ra một cái số neutron nữa, nó có thể là 3, có thể 1, 2, 3, 4, 5 nào đó. Nhưng mà cái nguyên tử này nằm trong một cái khối chất, không nằm riêng. Nên là những hạt neutron này thì nó khi mà nó phát ra đấy, thì nó lại bắn vào những hạt khác. Đây, nó bắn vào hạt này thì lại vỡ tiếp ra. Rồi lại bắn tiếp tục, rồi lại vỡ ra, rồi lại bắn vào những hạt khác. Và từ cái này thì gây ra phản ứng của những cái này. Và những cái hạt này thì nó có thể bị thất thoát. Nó không gây ra phản ứng tiếp theo. Có thể bị thất thoát một vài cái thôi. Và cái phản ứng này thì được người ta gọi là cái phản ứng dây chuyền. Đây, từ dây chuyền từ cái nọ nối đến cái kia. Ở đây thì có một số cái khái niệm rất quan trọng đây. Đó là mỗi phản ứng thì nó sẽ sinh ra K. Đây là K hạt neutron.
Đây, mỗi phản ứng như vậy thì nó sẽ sinh ra K hạt neutron. Ví dụ ở đây là K bằng 3 này. Trong thực tế thì có thể sinh ra nhiều hơn. Nhưng mà không phải neutron nào sinh ra thì nó cũng phải bị hấp thụ, đúng không? Bởi vì sẽ có một số cái bị thất thoát. Nên là trong K hạt neutron này thì sẽ có bị hấp thụ chỉ là S hạt thôi. Chỉ có S hạt được hấp thụ và sinh ra phản ứng tiếp theo thôi. Ví dụ ở đây chỉ có 2 hạt nó bắn vào đây thôi. Một hạt bị thất thoát ra. Và S này thì có một cái tên gọi mà mình phải nhớ. Đó là hệ số nhân neutron. Đây là hệ số nhân neutron trong phản ứng dây chuyền. Và bao giờ thì S nó cũng sẽ nhỏ hơn K. Đó. Ở đây thì S nó có vai trò gì? Và nó phụ thuộc vào yếu tố nào? Thì đây, hệ số nhân neutron thì nó sẽ phụ thuộc vào một số cái yếu tố như sau. Đầu tiên là về độ giàu. Thì càng cao càng tốt. Thì đấy, nó sẽ có xác suất để những cái hạt này nó bắn vào những hạt là uran 235 nó sẽ khác nhau. Ví dụ như ở trong cái nguyên tố đấy thì nó về cái độ giàu của uran 235, nếu mà nó ít chẳng hạn thì những hạt neutron nó thất thoát nó sẽ nhiều hơn, vì nó sẽ bắn vào những cái tạp chất khác mà nó không bắn vào trực tiếp vào uran 235 chẳng hạn. Đấy là liên quan đến độ giàu. Và với cái nồng độ càng cao thì cái tỷ lệ neutron bắn vào thì càng nhiều, vậy thì S nó càng lớn. Thì như chúng ta đã thấy là những cái quốc gia mà sản xuất bom hạt nhân ấy mà sẽ, thì người ta làm giàu nên cái làm giàu uran nó ở mức rất là cao. Ở mức trên 90% để có thể chế tạo được bom nguyên tử. Bởi vì trong tự nhiên thì cái hàm lượng uran nó rất là thấp nên không thể chế tạo được. Và yếu tố thứ hai đó là về hình dạng của mẫu. Ở đây thì chúng ta ví dụ như chúng có uran 235 chẳng hạn. Nhưng mà nếu nó bị dẹt hoặc là nó bị thành sợi chẳng hạn thì cái tỷ lệ bắn vào nó rất là thấp. Vậy thì lúc này hạt neutron tỷ lệ bắn vào cũng thấp. Đây, và nó thường là hình cầu. Hình cầu thì sự thất thoát thì nó sẽ thấp hơn. Hình dáng thì càng dày thì nó càng kém thất thoát. Và cái hình dáng tuyệt vời nhất đó chính là hình cầu. Đấy là lý do tại sao nỗi của những quả bom nó thường đến là hình cầu. Và cái cuối cùng đó là về khối lượng. Bây giờ thì ví dụ như nó hình cầu rồi, nhưng mà nếu chúng ta tách nó thành những cái hình cầu nhỏ hơn thì diện tích bề mặt của nó sẽ tăng lên. Và cái sự thất thoát của hạt neutron này lúc này nó cũng sẽ tăng lên. Vậy thì cái khối cầu đấy nó phải càng to càng tốt. Vậy thì cái kích thước của khối cầu đấy nó phải tỉ lệ với khối lượng. Đây, nó càng lớn càng tốt. Chốt lại là gì? Ở đây thì hệ số neutron sẽ phụ thuộc ba yếu tố này. Độ giàu. Hàm lượng càng cao càng giàu càng tốt. Và phụ thuộc hình dạng, tức là hình cầu là tốt nhất, và phụ thuộc khối lượng. Khối lượng càng lớn thì S càng lớn. Đây là mấy cái yếu tố mà chúng ta cần nhớ nhé. Đây là quá trình phân hạch.
Ở đây thì chúng ta có thể điều chỉnh được cái mức độ S này. Ví dụ như nếu mà S nhỏ hơn 1, thì cái số phản ứng tiếp theo nó sẽ không sẽ bị giảm dần. Lúc này thì những cái phản ứng nó xảy ra không theo dây chuyền mà nó sẽ ngẫu nhiên và nó tùy tiện. Ví dụ như ở đây chúng ta có thể tưởng tượng nhận hai người lấy nhau chỉ sẽ sinh ra một con thôi, thì sau một thời gian thì cái dân số quốc gia nó cũng sẽ giảm. Ở đây người ta đây thì mình sẽ với kết luận là sẽ giới hạn, đây là phản ứng giới hạn và nó không phản không xảy ra phản ứng dây chuyền, phản ứng giới hạn và không xảy ra phản ứng dây chuyền. Bằng một cách nào đấy thì chúng ta cho cái hệ số neutron bằng 1, F bằng 1 này. Tức là cứ mỗi cái neutron thì ít nhất tạo ra một neutron để xảy ra phản ứng tiếp theo. Để và không có thất thoát. Ở đây người ta gọi trạng thái này là trạng thái tới hạn của phản ứng. Phản ứng hạt nhân được xảy ra và nó sẽ được duy trì với một cái tốc độ phản ứng nào đó. Và cái công suất của nó thì không tăng lên. Giống như cái dòng sông nó mới sẽ ổn định thế thôi. Và cái phản ứng hạt nhân ở trong lò phản ứng hạt nhân đấy thì người ta thường duy trì S nó bằng 1. Thì người ta làm cho nó hoạt động ổn định thì lúc này S bằng 1. Ở đây thì phản ứng dây chuyền được duy trì, để duy trì ổn định. Và cái này thường xảy ra trong phản ứng hạt nhân, xảy ra trong lò phản ứng hạt nhân. Trường hợp cuối cùng nếu mà S lớn hơn 1 thì lúc này thì cái phản ứng hạt nhân xảy ra rất là nhanh. Ở đây thì nó sẽ vượt hạn và phản ứng dây chuyền nó sẽ tăng vọt. Và nếu mà nó tăng quá nhanh ấy, thì nó sẽ tạo ra cái vụ nổ nguyên tử. Và đây là cái nguyên lý để tạo bom nguyên tử đấy. Đây bom A sẽ là bom nguyên tử. Bây giờ thì với một cái lượng cố định thì muốn mà tăng S thì chúng ta sẽ có một cách tăng, đó là tăng khối lượng. Thì khối lượng tăng và S càng lớn thì càng tốt. Khi mà chúng ta tăng cái khối lượng lên một cái giá trị nào đó gọi là giá trị tới hạn, lúc này là M tới hạn, thì S lúc này bằng 1. S bằng 1 khi mà M bằng M tới hạn. Đây là khối lượng tới hạn. Khi mà chúng ta đã cố định ở
cái hình dạng và độ giàu rồi thì nó bây giờ nó chỉ phụ thuộc vào khối lượng mà thôi. Đấy. Đây chúng ta có thể quan sát đây một cái khối hình cầu ở sông bông nguyên tử. Khi mà cái uran 235 này làm giàu lên 100% rồi thì cái khối lượng của nó khoảng là 52 kg. Và với khối lượng này thì ứng với quả cầu có đường kính là 17 cm. Nó nhỏ tầm khoảng không đến một cái găng tay của chúng ta đâu. Cái đường kính đấy nó chỉ bằng quả bưởi hoặc bằng quả cam nhỏ thôi. Nó bằng chắc bằng quả bưởi đấy, bằng quả bưởi. Đây chúng ta cứ có thể tưởng tượng cái đường kính của cái quả này nó tầm khoảng là không đến một cái khi mà chúng ta căng căng tay ra. Nhưng mà nó rất là nặng đấy. Nhưng mà tuy là nó bằng một quả bưởi nhưng mà nó rất nặng. Ở đây nó nặng hơn bao xi măng 52 kg. Nếu mà hàm lượng này mà dưới 100% thì còn phải tăng lên nữa, khối lượng phải tăng lên nữa. Đây với protoni 239 với hàm lượng 100% thì đường kính lúc này là 9,9 cm, thì khối lượng lúc này thì nó ở mức là nhỏ hơn rất nhiều, là 10 kg. Vậy với hai cái loại nhiên liệu này thì chế tạo bom thì nó sẽ có đường kính khác nhau. Đây. Đây chúng ta tham khảo thêm để hiểu biết thêm thôi. Bây giờ chúng ta sẽ ứng dụng trong thực tế. Đầu tiên là về vụ nổ nguyên tử. Thì cái ứng dụng đầu tiên của phản ứng phân hạch hạt nhân chính là để chế tạo bom nguyên tử và được phục vụ trong chiến tranh. Gần như thì bây giờ chúng ta có thể thấy là trong tình hình thời sự là những cái nước nào mà sở hữu vũ khí hạt nhân rồi thì gần như là những nước khác nó rất là e dè và không dám đánh nhau với họ nữa. Ví dụ như Triều Tiên nắm trong tay khoảng 90 đầu bom nguyên tử thôi, đầu đạn nguyên tử thôi, mà có khi nó chỉ khóc một cái thôi là các nước khác phải vào rỗ rồi. Nó chỉ có 90 đầu đạn nguyên tử thôi, trong đó thì thằng Nga có thể đến là hình như là hơn 6.000 đầu đạn đấy. Thì cái ngày đầu mà phát minh ra bom nguyên tử đấy thì người ta thấy là nó đe dọa rất lớn đến hòa bình thế giới. Bây giờ thì cái cơ chế của vụ nổ nguyên tử này như thế nào để chúng ta có thể tham khảo. Bây giờ chúng ta khi mà chế tạo một cái quả hình cầu, thì bây giờ để cho nó nổ đấy thì chúng ta phải làm cái khối lượng của nó phải lớn hơn cái khối lượng giới hạn, cái độ giàu cao. Đây chính là cái cơ chế mà nó tạo ra bom nguyên tử đây. Đây. Nó sẽ có một dạng hình cầu, nhưng mà không phải là một hình cầu đầy đủ. Người ta đã tách một cái phần nó ra. Đây chúng ta có thể quan sát qua hình này. Đây hình viên đạn để riêng ra. Cái khối lượng của nó bây giờ là nhỏ hơn khối lượng của tới hạn. Khối lượng tới hạn bởi vì nó đã bị tách một mẫu ra rồi. Ở đây thì nhiên liệu có thể là uran 235 hoặc là uni 239.
Đây, đằng sau nó thì để một cái khối chất nổ TNT. Thì khi mà nó hoạt động đấy, thì cái khối chất nổ TNT này sẽ nổ trước và nó đẩy cái lượng này nó vào cái khe này. Và đến khi mà cái khối lượng này nó nấp đầy vào cái chỗ này rồi thì khối lượng bây giờ nó lại vượt hạn, nó vượt qua khối lượng tối hạn. Mới đầu thì cái khối lượng nó không đủ để nổ, nhưng mà khi mà nó đã vào đây rồi thì khối lượng của nó đã quá mức tới hạn thì nó sẽ vụ nổ sẽ xảy ra. Và nó diễn ra rất là khủng khiếp và chúng ta có thể quan sát qua cái video đấy. Và chúng ta có thể thấy là quy chế của nó thì nó là hai mẫu nó ráp à. Khi mà rời ra thì không nổ được. Đấy là về cái nguyên lý của bom nguyên tử. Đây, về cái nòi phản ứng hạt nhân để chúng ta có thể quan sát. Về cái tác hại của nó, đó là về chiến tranh thì không ai mong muốn rồi. Ở đây nhưng mà nó có một số công dụng. Ở đây thì nó được khai thác để sử dụng mục tiêu hòa bình, đó là phát điện. Bây giờ ở các nước thì hầu như là hạt nhân để cung cấp điện nó gần như là 80%, với hiện lượng rất lớn. Thì bây giờ chúng ta có thể tưởng tượng nhé, khi mà chúng ta đun nấu thì có thể dùng củi, nhưng mà bây giờ thì khi mà có lò phản ứng hạt nhân ấy, thì khi mà chúng ta đưa cái nhiên liệu vào đấy thì nó cứ phát nhiệt ra như thế, và cái nguồn năng lượng của nó là cực kỳ lớn. Đây, các cái nhiên liệu hạt nhân này. Ở đây thì thôi thầy cho chúng ta ghi tóm tắt một số cái liên quan. Ở đây thì công dụng của nó như là phát điện này, nhiệt, hoặc là chạy tàu biển, rồi máy bay tên lửa. Máy bay tên lửa thì ví dụ tên lửa bay lên thì phải cần một cái lượng nhiên liệu lớn mà người ta sử dụng cái đấy, năng lượng hạt nhân. Ở đây thì chúng ta sẽ phải làm những cái bài tập liên quan đến cái phản ứng hạt nhân. Thì tí nữa thầy sẽ cho chúng ta xem cái sơ đồ để chúng ta ghi nốt cái nội dung này nhé. Đây sơ đồ bài tập như thế này. Những cái bài liên quan đến những cái phản ứng hạt nhân này thì người ta sẽ cho, ví dụ như cho một cái khối lượng cái nhiên liệu hạt nhân nào đó, có thể thành uran hoặc protein nào đó, thì người ta cho cái thanh khối lượng cái này đấy, thì cái thanh đó không phải là thanh tinh khiết, thì nó thường có hàm lượng tầm là C% nào đó thôi. Đây chúng ta có thể ghi, thầy không ghi nhưng chúng ta có thể ghi nhắc ra như đây là phần trăm này, nó khối lượng nào phần, nó có một lượng phần trăm nào đó trong đó thôi. Đây đây nó không tinh khiết. Và từ cái khối lượng của thanh này thì chúng ta sẽ tính được cái khối lượng mà không tinh khiết. Đây, chỉ là cái khối lượng tinh khiết. Thầy nháp ra chúng ta hình dung, không sợ quên. Ví dụ 3% chẳng hạn, thì đây mình lấy khối lượng này nhân với 3%. Mà không này chính là cái khối lượng tinh khiết. Và từ M0 thì tính được N0, đây là số hạt nhân phân hạch. Đây chúng ta có thể ghi nhé, số hạt nhân phân hạch, đây chính là N0. Thì để tính được thì chúng ta sẽ lấy là khối lượng này chia cho khối lượng mol từ nhân với Na là ra. Đây, nhớ đơn vị gam nhé,
nhân chia cho số khối và nhân với NA. Ở đây thì ngoài ra người ta có thể cho luôn cái khối lượng của một hạt, có nghĩa là cho M0. Thì để tính được cái số này thì chúng ta chia cho số khối. Đây, chia cho M thôi, khối lượng một hạt. Để tính cách này thì người ta thường cho một U bằng 1,66055 nhân 10^-27 ga. Thì chúng ta lấy cái khối lượng một hạt nhân cái số A này sẽ ra. Và số hạt này thì chúng ta sẽ suy ra được cái năng lượng tổng tương ứng. Cái năng lượng nó tỏa ra đấy, cái năng lượng cung cấp cho cái nhà máy. Thì bằng cách là lấy là không nhân ET. Với ET đây là năng lượng tỏa ra của một hạt. Cái nhà máy này thì nó nhận cái năng lượng quy này và nó chuyển thành điện năng. Nhưng mà nó thì nó không thể chuyển hết được. Nó sẽ có một cái hiệu suất nào đó. Tức là cái nhà máy này thì nhận cái năng lượng hạt nhân từ nó phản ứng. Nhưng mà nó không thể chuyển hết được thành điện năng. Nó sẽ bị hao phí. Đây cái điện năng là P nhân T. Đây công suất nhân với thời gian. Đây là năng lượng điện hay là năng lượng đây. Giống như cái động những cái động cơ đốt trong đấy, thì bằng cách là lấy ở đây mình lấy quy nhân với hiệu suất, đây nhân hiệu suất nhà máy sẽ ra đây. Ở đây thì nhìn vào PT thì chúng ta có thể rút ra cái gì thì có thể tính ngược trở lại. Chúng ta sẽ có công thức tính điện năng ở đây. Chúng ta sẽ có ở đây là M nhân C chia cho M lớn nhân với E trên T nhân H. Ở đây tính từ cái M nhân C này chia cho M đây theo công thức bên này, nhưng mà tính theo cái phần trên này thì chúng ta có công thức khác. Ở đây thì mình có M này, M số gam chia cho A nhân C đây nhân với NA nhân với ET nhân với H. Đây một cái công thức khác. Đây là hai trường hợp. Nước C này là phần trăm nhé. Thì những cái bài toán tính toán ấy thường quanh quẩn những cái công thức này hoặc là công thức này thôi, thì chúng ta có linh hoạt sử dụng. Ở đây thì chúng ta không cần nhớ quá máy móc, nhưng mà tí nữa thì là bài tập thì thầy có thể là cho thay luôn vào. Đây phần này thì chúng ta hiểu được cái bản chất mình có thể suy ra được. Ở đây thì có hai ví dụ thì chúng ta tự tính toán nốt nhé. Rồi thầy sẽ gửi kết quả cho chúng ta sau. Chắc là sẽ phải thêm một buổi nữa về phản ứng nhiệt hành và một số cái bài nâng cao một chút thì thầy sẽ nói qua. Tuần sau thì khối 12 lại học online rồi. Rồi, thôi sao chúng ta nghỉ ở đây nhé.